đã xong những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng. Anh đã sống những đêm ngoài kia biên du bờ ca, ước gì em ở đây giờ này. Okay, xin chào tất cả các anh em, hôm nay em sẽ giới thiệu với tất cả mọi người một chiếc radio tủ đài đến từ thương hiệu của Đức, có một cái model đó là Neckerman ha. Chúng ta sẽ có một cái thương hiệu dập nổi ngay đây, rất là sang trọng. Thì đây là một trong những cái thiết kế radio và kim luôn cái phần chơi mâm bị than. Thiết kế gọn gàng, sang trọng và em nó có bốn cái chân như thế này, rất là đẹp ha. Nó giống như một cái chiếc radio tủ đài á, nhưng mà nó có thêm ở phần trên này, người ta thiết kế thêm cái phần để chúng ta có thể chơi được cái đĩa than. Em này được sản xuất vào năm 1958, một chiếc radio sử dụng 7 bóng đèn. Một cái loa chính nằm ngay chỗ này và ba loa phụ sẽ nằm ở hai bên hông và một con thì ngay chỗ này. Đây. Radio thì có thể chơi được UKW nè, MW nó là AM và UKW nó là FM. Tí nữa thì em sẽ test cái khả năng chơi âm thanh của em nó. Bây giờ thì mời anh em thưởng thức toàn bộ tất cả cái góc cạnh của nó xem như nào ha. Rất là đẹp luôn. Điều thú vị của cái con này là nó tạo ra một cái âm thanh vờm nên nó có một cái chữ 3D em đây với 5 chế độ âm thanh. Đây, có bay nè, slow nè, orchestra nè, tăng và bass. Thì tùy theo thể loại nhạc anh em có thể chọn cái chế độ nhạc làm sao cho nó phù hợp với cái tai nghe của mình. Đồng thời ngay chỗ phía dưới này chúng ta có một cái vòng tròn. Đây, và đây là vòng tròn bên ngoài và vòng tròn trong. Bên trong này anh em thấy này sẽ có một từ 150 cho đến 360. Thì nó hiển thị cái phần âm thanh vờm, tạo ra một cái hiệu ứng 3D để cho anh em nghe. Thì chỉ cần xoay cái vòng đó thôi thì sẽ tạo ra cái hiệu ứng âm thanh nó khác biệt. Cũng giống như những cái chiếc radio tủ đài khác thì có chỉnh bass và treble nằm ngay như này. Anh em có thể xoay. Ok, thì bây giờ mời anh em thưởng thức cái chất âm của em nó. Bây giờ em sẽ bật lên ha. Về cái cách chơi đĩa than của em này thì chúng ta chỉ cần gạt ra là đĩa than nó sẽ tự động quay ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ để như thế này. Tăng volume lên. Anh đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng. Anh đã sống những đêm ngoài kia biên du bờ ca, ước gì em ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò, cùng nhau nghe sóng xô gành đá ngàn câu hát yên bình. Anh đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa em, từng đàn chim cuối chân trời biết tìm nơi bình yên. Ước gì em ở đây rồi. Cái vùng thì cần sớm đầu tư ngay để giải quyết ở các vùng khác thì theo thứ tự ưu tiên chúng ta sẽ đầu tư. Đây là thì, phần điều radio này sẽ giúp cho thành phố phân bổ lại nguồn lực nghe hợp lý hay ha. Theo từng giai đoạn để em tránh thấy đầu tư. Ở đây thì chúng ta có luôn cái phần mắc thần đây. Dạ, thực tế thì quy hoạch hạ tầng giao thông tỉnh nói chung và bến bãi đỗ xe nói riêng đã được vô giá trong lời kết của cuốn sách Im lặng sức mạnh của những người hướng nội trong một thế giới không thể ngừng nói. Tiến sĩ Susan Cain đã viết rằng điều bí mật của cuộc sống là biết cách đặt. Ok, xin cảm ơn tất cả các anh em đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video clip tiếp theo. Nếu thích clip này hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những sản phẩm mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.